Kata Permark AC là quân của game thủ bên phía BB Club trong trận đấu thứ hai ở xe đấu thứ 6 này. Trong xe đấu thứ 6 thì hiện tại tỷ số là 1-0 game với các bạn. Và bên mình thì có một Babylon đến từ Hello Chip Boy. Katarian là của Mạnh Hào. Vâng, chia sẻ được cầm Summer và cuối cùng là vâng là một là người cầm Roman. Và sắp vào quân trong trận đấu này thì các bạn có một Assyrian và một Persian là tuyển. AC Per. Tổng án này thì quân của các đồng thủ bên phía Genvi thì sau khoảng xe đấu đầu tiên thì kể từ đấy nó cứ hơi kiểu gì rất là khó đánh. Nó cứ khăm. Và bên mình khi mà rơi vào cái thế có cung chủ lực là Summer thì đội bạn lại có một Maxi. Đây rồi, bài Roman của game thủ lớp 1 đã thấy được bầy hiệu đầu tiên của mình. Và bên mình thì nhiều khả năng sẽ đánh một trận thi đấu mà tất cả sẽ cùng bắn máu cho duy nhất một mình chim sẻ trắng là người sẽ đánh cung chủ lực. Nếu ba nhà chém tươi thì cửa thắng sẽ rất là sáng. Nhà đối phương chủ lực là AC, có Mark và Per là hai loại quân không bắn xe. Vì thế nếu như đưa đẩy về trận kéo về càng lâu và càng dài thì bên phía đối phương sẽ là những người bị bất lợi hơn. Bên mình toàn dân bánh xe cả. Vâng, xin chào tất cả các khán giả của TV. Đã rất lâu rồi không gặp. Tôi về chuyển sang bất động sản rồi. Vâng, đá qua các màn hình máy của game thủ phía Game TV, màn hình máy của chim sẻ để chúng ta cùng theo dõi cái bài của chim sẻ như là một bầy bốn con một voi đã được về với nhà chính của mình rồi. Vâng, thế nhà là khung, có thêm bầy yêu phụ nữa phía bên ngoài. Màn hình máy của game thủ chip voi là tang câu voi, như vậy là một bài bốn voi về với nhà của mình. Quả phụ cũng đã có và bây giờ là chiếc giống như là chiếc bé đầu vừa mới được thiết kế thôi. Trở lại với Mạnh Hào cũng rất đẹp. Vâng, tôi loáng thoáng thấy những nhà những tay chém bên phía Game TV trận đấu này bài đều đang rất ổn. Với những cái bài đấu như này thì cũng không quá sợ những chém tuyển bên phía đối phương Pơ và Maxi. Vâng, đang có một sự liên lạc không chuẩn đến từ Mạnh Hào cũng như chim sẻ thì đang ăn tranh quả của nhau. Mạnh Hào thì nhanh rồi. Thành liền đất cảng. Ba chém và một cung chủ lực. Vâng, màn hình máy của game thủ chip bao. Ui dồi ôi, cái gì này? Sao lại nhúc nhúc này? Sao đen xì nhúc này? Và chúng ta sẽ cùng đến với một chim voi chó điên tiếp theo trong trận này. Vâng, gằn cái giọng lên mà tuyên bố xóa sổ thằng đầu cánh ấy. Bảo anh em quên luôn cái thằng đầu cánh ấy. Lô 1 đánh thẳng vào trong. Bảy voi. Thế mà ít thôi, 7 con là được rồi. 9 phút 45 và chip boy đang có 600 thực. Vâng, thông tin là một sói tham báo về thì bên phía đội bạn dò rất là rộng. Có lẽ là có những bài ít đồ ăn và xấu. Chip boy do đây là một bài mà em bằng tìm thấy voi không phải là ngay từ đầu. Cho nên với một bài 7 voi này cũng không thể ép siêu siêu mắc binh được.
Nhưng như thế này thôi cũng đã là đủ để cho chiếc voi có một bài siêu khỏe rồi. Lực sau khi đời cực kỳ khủng khiếp. Voi bây giờ vẫn đang còn rất nhiều và vẫn còn những con voi chưa câu. Vâng, có ỏe đến từ máy của chim sẻ. Tôi đã thấy có con giò màu 6 đang chọc chiếc voi rồi. Giò màu 6, chắc chắn là giò màu 6. Đây rồi, con giò màu 6. Vụt luôn, chân chuông. Vâng, bãi vàng xấu với chiếc voi quyết định lâng cái đào vàng hợp lý. Và khi mà nó một báo về cánh bên này là cả Kata và Pơ, thì việc lâng đào vàng để có thể ra châu cả những con phù thủy đánh kiểu vừa giết chết đối phương và vừa to ra sẽ rất chuẩn dành cho game thủ chip boy trong trận này. Đá qua hình máy luôn một xem nào. Đây rồi, gặp màu 6 và màu 8 đang bắt đầu chọc vào những ông dân hoàng. Có một tê công lên vào khu vực bãi gỗ của game thủ màu 6 tí. Đây là Persian. Pơ này có vẻ như là không đột biến. Pơ không hề đột biến. Vâng, chim sẻ đang rất yếu thì phải, đang không có đồ. Còn xin một chút thực để làm cái gì đấy. Đừng bảo tôi là 13 giữa kinh đời. Đây rồi, màu 8, con giò công giáp của Hưng Nhổn đang chọc với những con lông dân Summer. Và con giò đã chính thức là yếu hẳn rồi. Nhưng mà Maxi là người ở cánh bên này. Thôi cho dân ra bo đi, bỏ vàng dân này đi được. Giữ được cái đại cục trước. Vâng, mạnh hào thì sao, 20. Dường như đang gặp phải một bài màu 8 lên đời rất sớm. Đây này là cánh màu 7 và màu 8 đây rồi. Yên tâm đây, cánh bên kia khỏe lắm. Nó một chiếc voi khỏe. Persian trận này không hề đột biến. Và cũng đã tím rồi thì phải. Dường như Persian là tím ngắt rồi. Vâng, dân của... Đây rồi, bãi vàng của màu 8. Hai con tê bắn. Màu 8 cũng đã chính thức là bay luôn được cái bãi vàng rồi. Vâng, dân lô 1 vừa chạy qua ông nào khi yêu đấy đấy. Lúc nãy chạy đi được. Không đỡ được, cảm thấy bị Maxi đâm mà không đủ lực đỡ thì có thể té luôn. Màn hình máy của game thủ Chip Boy liệu có một tên. Vâng, chuyển cũng A không. Ơ, màu màu 5 sát nhà Chip Boy này. Ồ, giờ lỗi rồi. Vâng, nếu như biết từ đầu đánh thằng 2BL thì khi chơi hơn. Rồi, báo về thì màu 6 đã rất yếu, màu 8 cũng đã chết tương đối nhiều dân. Đây rồi, màu 6 vẫn đang có một số lượng gà rất đông. Bảy đầu cánh màu 3 mà. Vâng, chip boy là 31 đang bị ba hai nhà hốt cả màu 6 như là màu 5 đẩy lên. Chạy hết dân, chạy toàn bộ lượng dân ở nhà của mình. Thằng này vẫn đang giữ được là 31. Vâng, chim sẻ chỉ có tham là 28 thôi. Các bạn có thể thấy bên phía đối phương đang mài. Vâng, các bạn thấy một cái thế bài của chim sẻ đang bo nhà bằng toàn bộ nhà cứng của mình. Không có một kẽ hở nào là nhà những chiếc nhà BE để cho bác sĩ có thể mài vào cả. Toàn nhà cứng thôi. Dân thầy cối sửa với ông cung ở trong bắn mãi thì họ phải chết. Nhưng cái vấn đề ở đây là chim sẻ sẽ rất khó để có thể lở tham khỏe. Vâng, mạnh hào. Thằng này mình thằng này rất mạnh ở một mình chim sẻ một vạch. Một ngày mà những bài đấu đang liên tiếp không ủng hộ chim sẻ, liên tiếp gặp những cái bài đấu quá xấu. Thế rất khó. Màu 5 phía đối bạn AC là người khỏe nguyên. Và tỷ số nó không ai, trận đấu 6 chúng ta sẽ cùng chờ đợi trong một ít phút đến với trận đấu tiếp theo. Cố gắng bật nào.